Mudat được chơi tại giải APL 2024, có phải là vì tướng này đã trở lại meta không? Đó là thắc mắc của nhiều anh em khi thi thoảng Mudat được sử dụng đi sừng có, top có, thậm chí là đi rồng có luôn. Tất nhiên đi top vẫn chiếm nhiều nhất. Vậy tại sao Mudat lại xuất hiện? Thì anh em thấy đó, các trận Mudat được chọn đấy ạ. Thứ điểm chung là cái địch có ít khống chế và khi đó Mudat khá free được chơi và dễ cấu vào tuyến sau chủ lực cái địch. Và tại giải APL, tính tới thời điểm lên video này thì Mudat được chơi 16 ván và bị cấm 32 ván đấu. Mỗi tôi thì thắng hơi thấp 31%, còn ở rank thì đang Việt mình pick 15,7%, nhiều nhá. Đài pick 12%, pick 10,8% và tỷ thắng trung bình 3 server đều trên 50%, chứng tỏ rằng Mudat vẫn được rất nhiều anh em tin dùng tại đấu rank. Có thể là nhiều skin chăng, kiểu là khi tiên địch ít có khống chế quá gắt, kiểu như bọn Thane, Mina, Chrissy hay là bọn Omen đi, Mudat không chỉ được chơi thoải mái với những cú ảo hành trảm mà có thể đóng vai trò là lấy map cho team dễ dàng hơn. Và theo anh em, Mudat hiện tại đã trở lại meta chưa, hay giống với trảm game đây là bài đánh chiến thuật và pick kèo tốt? Nhớ chia sẻ video đó, làm tí QA thôi các bạn ơi. Ngộ Không chơi giày tốc chạy cộng song đao, giày hơi mệt đúng không? Nhưng mà team cái địch nhiều khống chế quá, lên giày kiên cường cộng song đao em sợ trùng được tại phí. Ad cho em ý kiến đi. Với TNG nhá, đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngộ Không cần gì ạ? Bất ngờ tấn công đúng không ạ? Và chúng ta bắt vào chủ lực cái địch. Còn về vấn đề là nhiều khống chế đúng không, mình vào sau được không? Hãy để đồng đội vào trước đi, câu chiêu trước, mình vào sau mình oánh sau. Nên TNG nhá, kể cả là cái địch có nhiều khống chế, TNG cũng chả quan tâm. Quan tâm là làm sao để tấn công bất ngờ và úp sò một cách nhanh nhất. Vậy nên vẫn là lựa chọn hơi mệt thôi. Mà kể cả là lên cũng chả quá bận tâm đâu anh em ơi. Một tí thôi mà, quan trọng gì. Cứ lên thoải mái nếu bạn thích và nếu bạn sợ nhá. Còn nếu mà kiểu giống TNG là một người vào sau, là một người cơ hội giống người pha đấy đi anh em. Mình cứ vào sau đi, đợi cho phần lo và đối thủ múa may quay cuồng, mình vào hỗ trợ một chút, thế là lụm ngay. Cứ tùy cho tướng mà chơi. Tiếp nào, vài tip chơi Phoenix đường rồng đi ơi. Mình cầm Phoenix đi rừng thì rất là khỏe, kèo nào đi tốt, ok. Vậy đáng ra phải phát huy tận dụng như nhỉ. Mà đi rồng thì nó lạ lắm. À, thì nó thay đổi một chút lối chơi thôi. Đơn giản nha, đi rồng đấy ạ, anh em phải farm lính. Mà farm lính là gì ạ? Nhanh bằng chiêu 1. Hay vứt chiêu 1 vào dưới con lính ấy. À, tức là có 3 con lính luôn, ném con dưới đấy, anh em sẽ farm rất là nhanh luôn. Ép xạ thủ hơi bị shit luôn và chất. Đó chính là sử dụng chiêu 1 các bạn nha. Dễ hành đường lắm. Lại còn thêm quả nội tại đúng không ạ? Phát hiện tầm nhìn, được chưa? Rất khó bị gank. Đi rồng đấy ạ, còn phải tùy trợ thủ nhá. Nếu mà trợ thủ theo mình được đi thì rất là dễ ép. Còn không nhá, cứ tặng nó quả chưa một, sau đấy là thêm quả chưa cuối, đỡ sao nổi. Đau lắm các bạn ơi. Thêm cái lối đồ nhiều xuyên giáp thì ôi sụ, ôi tuyệt vời. Tuyệt vời các bạn nhá. Nói chung ấy, riêng nói ở con Phoenix các bạn có thể xem giải đấu là nhanh nhất. Tại vì ở giải các bạn thấy đấy, thứ nhất nhá, họ đi so kè đường với nhau này, đi kèo với nhau này, rồi là giữ vị trí các kiểu, rất là hay, rất là đáng học hỏi các bạn nhé. Trời ơi, oánh nhau tơi bời, oánh nhau tơi bời, nhưng mà tôi không dại vào trước đâu. Anh em cứ chờ. Đây, cơ hội đấy các bạn thấy không? Cứ cấu đỉa này thôi là câu được cả đống thứ rồi. Kể cả là không đủ đam cũng chẳng sao các bạn nhé. Chúng ta vẫn có thể an toàn lùi về là được rồi. Ôi trời ơi, thương cho Tulen quá cơ. Tính ra cũng hên nhở. Mình pha đấy mà thằng Tulen nó không bị bắt đẹo khi mình lại còn bị bắt bóng ấy chứ. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Cảm ơn Tulen nhá. Làm sao khắc chế được Veda khi nó quá xanh và đừng núp bụi trước ạ? Quan trọng là bạn chơi tướng gì chứ. Ví dụ bạn chơi Toro với Skirt thì quan trọng gì? Đúng ạ. Nhưng mà nếu bạn là chơi một vị tướng màu giấy đấy ạ, nguy hiểm đấy. Đương nhiên chúng ta có thể lựa chọn một số trang bị, ví dụ như là thế nào. Ví dụ là một vị tướng kho khả năng ao nhây đi, thì bạn có thể lựa chọn như là Huân Hương Choi để bạn giảm bớt một chút lượng sát thương được ạ. Nhưng mà nếu mà bạn mà máu giấy quá đấy ạ, thì Huân Hương Choi cũng cứu bằng sời bạn nhé. Một khi đã gặp Veda xanh đấy ạ, kể cả bạn Huân Hương Choi mà bạn máu mỏng quá thì cũng đi thôi. Đấy là sự thật. Tướng gì cũng vậy thôi mà anh em, gặp nó xanh thì cũng chịu. Đặc biệt là mấy con kiểu sốc đam khó lắm. Trời ơi, đánh nhau, ngon quá. Tuyệt vời. Đỉnh. Thơm luôn các bạn ơi. Anh em xô đạn hay quá ha. Rồi là còn mắc mủng các thứ. Ôi đánh, lại đánh nhau tiếp kìa. Anh em theo TNG là có nên vào không nhở? Chắc chắn là không vào rồi anh em. Mình cứ phải từ từ. Biện pháp TNG chơi để mà giữ mạng tốt nhất ấy là cứ đồng đội vào trước đi. Mình tùy chất tướng nhá. Chứ anh em lại bảo tôi đánh tanh lại vào trước, đợi vào sau thì chết dở đúng không? Nhưng một khi đánh các vị tướng sát thủ là cứ phải vào sau. Cho bọn nó câu chiêu trước đi. Cho em hỏi là có hàng liên quân nào full skin Laurel mà ít nhất là 2 củ không ạ? Không có bạn ơi. Xanh chín với nhau là full skin của Laurel là không có 2 củ nhé. Trừ khi là bạn quá thân với người nào anh em muốn, hay là người nào muốn người ta là chuyển nhượng lại cho. Đấy.
Chứ còn riêng skin của Laurel xịn nhá. Có bạn nhá. Mời anh em lên trên fanpage Trải Nghiệm TNG. Ở trên này có gì ạ? À? Anh em nhân viên phục vụ từ A tới Z. Nên các bạn cứ yên tâm. Team Arc có bảo vệ quyền lợi, chăm sóc khách hàng có đầy đủ trên fanpage Trải Nghiệm TNG các bạn nhá. Anh em thừa biết mà YouTube người ta cho quảng cáo và review đâu, nên TNG đã chuyển chi nhánh để mà phục vụ cho anh em lên trên fanpage Trải Nghiệm Game TNG. Hơn 200.000 anh em đang theo dõi các bạn nhé. Đợt này đấy là TNG tính là làm thêm góc nhìn tuyển thủ của GG Line, nhưng mà bất cập ở một cái ấy, là bên gà rán tận thứ tư họ mới gửi cho TNG. Đấy, mà tận thứ tư nhá. Thứ tư là ngày bao nhiêu ạ? Hôm nay là ngày bao nhiêu ạ? Hôm nay là thứ hai, là ngày mùng 1 tháng 3. Thứ tư là mùng 3 tháng 3. Mà thứ tư đấy ạ, và thứ năm, thứ sáu là TNG sẽ làm ở bên đài rồi. Tức là ở bên đài nghe nói là mùng 3 tháng 7 đấy, dự kiến là như thế. Người ta sẽ update phiên bản MS3 2024 mà thay đổi nhiều lắm anh em. Lúc đấy TNG sẽ liên tục gửi tới cho anh em những thông tin sửa mới nhất. Ôi căng vậy ấy, Alice đáng sợ nhá. Và khi đó nếu mà làm góc nhìn tuyển thủ đấy ạ thì nó lại hơi vướng một tí đấy. Thành ra là TNG xin phép anh em là không nhận thêm, mà chúng ta cổ động cho đội tuyển GG Live bạn nhá. Ed ơi, cha mẹ Elsu toàn bị cấm thôi, phải làm sao đây? Phải chứng minh đi, đúng không ạ? Tỷ lệ thắng cao Elsu thì bật lên cho đồng đội thấy, nhưng quan trọng là có kịp bật hay không. Hay đồng đội thấy là cấm luôn rồi. Nói thật nhá, tôi rất là ghét anh em cấm Elsu. Biết sao không ạ? Làm clip mà có Elsu khổ lắm luôn ấy các bạn ơi. Lâu lâu mới được thả cho để chơi, mà có lúc thả nhá anh em lại hủy trận thì eo cay không chứ. Đấy các bạn thấy không? Cái thằng Aoi chưa gì nó định bắt bóng tôi ở đằng sau rồi kìa. Không check map nhỏ cẩn thận đấy ạ. Tóm ngay, đáng sợ đấy. Đùa được. Cái đợt này đấy ạ, TNG sẽ ưu tiên làm về cái mùa S3 2024 nhiều hơn. Và sẽ test các cái lối di chuyển đi rừng xem là có cái lối nào hay ho thú vị không. Và sau đó anh em chúng ta cùng bàn luận được không ạ? Bởi vì TNG đã chờ đợi cái sự thay đổi này rất là lâu rồi. Chờ đợi rất là lâu rồi. Mà phải thú thật nhá, nói qua một chút về APL hôm qua đi, xem hay thực sự. Sướng luôn các bạn ơi. Hôm qua xem 7 trận đúng không ạ? Toát mồ hôi, nổi da gà. Mấy trận đấu đầu là TNG thấy hơi buông ở đấy nhá. Sau đấy là cứ từng trận lấy lại các lợi thế. Ui sướng thật ý. Tầm này là anh em thấy không? Tầm này là không phải là cỏ lúa bằng nhau nữa rồi các bạn nhá. Mình là lúa chứ không phải là cỏ đếch đâu đúng không? Mình là tầm trên rồi anh em nhá. Mình là tầm trên rồi. Talon còn bị mình oánh cho về nước thì làm ăn gì nữa đâu ạ. Tầm này là BMG, là Fanwood hay là bất kể đội nào đấy ạ, vẫn có thể đánh bình thường luôn. Bởi vì giờ là ứng cử viên vô địch hết rồi anh em. Dạo này trong đấu giải có bị tướng xạ thủ. À phải là các tuyển thủ chứ đúng không? Big Stuart toàn lựa chọn theo lối là thương lăng là món đồ đầu tiên. Theo F thì họ có thể là do chiến thuật hay không ạ? Cái này thì anh em donate cho các tuyển thủ, ví dụ như là thầy Hoàng TD để biết là có phải là chiến thuật không nhá. Còn theo TNG thì cái thương long in đất ạ thì nó mang lại rất là nhiều thứ hay ho và thú vị. Đầu tiên là hồi chiêu chưa đã, đúng không ạ? Thứ hai là cái lượng máu tuyệt vời để mà tay đôi rất là hay. Và thứ ba là khả năng giảm giáp tuyệt vời đấy chứ, đừng có đùa nhá. Theo TNG là được và xứng đáng để sử dụng. Thật ra là trước đây TNG cũng hay dùng mà, chẳng qua là nói chung ấy, cái gì muốn phổ biến ấy là phải đợi giải APL đúng không? APL đánh nhiều thì anh em có thể áp dụng nhiều chứ. Đương nhiên có phải tùy, tại vì có phải là ông nào cũng thích đánh giải đấu giải đâu. Giống như TNG đi, Murat có đồ giải đúng không ạ? Có, Murat có đồ đấu giải các bạn nhá, nhưng mà TNG lại không hay sử dụng cho lắm, bởi vì thường hay là trận nào đánh trận đấy. Kiểu như là ví dụ trận này đi. Đó, gặp bọn này thơm quá, đúng không? Phải full đam ngay, phải đồ gì đam căng là phải ép ngay, kiểu vậy. Còn ví dụ mình mà gặp cái kèo nó khó chơi quá, kèo sốc đam ghê gớm quá thì mình lại đổi, đúng không ạ? Mình có thể là đổi sang cái lối trang bị khác. Một là có thể lên thêm nhiều xuyên giáp hơn, đúng không ạ? Hai là có thể tối ưu thêm những cái lượng trang bị về những cái lối trang bị khác, tùy mình thôi. Nói chung ấy, đa dạng lên anh em. Ed ơi, cung vàng cho Lavi được không? Thích thì lên bạn nhá, nhưng mà TNG nghĩ là dù bạn lên cung vàng đấy ạ thì cũng không thể so kèo về cái tầm sải chiêu với hay là sải tay với Vio với lại theo nát được đâu. Bọn nó xa lắm bạn ơi. Chuet sớm đạt 2 triệu subscribe nhá. Vẫn còn thiếu 2.000 đăng ký anh em ơi. Ủng hộ TNG với. Trời ơi, đợi cái ngày lên 2 triệu subscribe lâu quá trời luôn à. Anh em nhớ ủng hộ TNG với nhá. TNG nghĩ rằng nếu bạn là một người nhanh tay đấy ạ, bạn có thể lên cái cung tắm lên cái xạ cung,
Sau đó anh em nhanh tay bán xà cung đi, lên cung tà ma nhá. La Vi chơi cung tà ma, TNG thấy nó bán phê và nó gọi là lật quả năng, gọi là lật kèo nó phê hơn. Đó là ý kiến của TNG. Còn anh em sao nhỉ? Anh em Cham La Vi, có ai thích đánh La Vi ở đây không ạ? Có thể là cho thêm một chút ý kiến được không? Ui, mải ghim map quá anh em ạ. Đang mải ghim để mà lên dí cái thằng Alice. Ai dè bị theo cho hai bắn bay màu luôn ạ. Theo nát có đồ đáng sợ thật đấy. Đấy các bạn thấy không? Đám đấy, đám ở đoạn cuối đấy, có đùa đâu. Ôi, bị thanh niên này băng trụ chơi luôn à. Ghê nha, đúng là lợi dụng cái con xê ra bạo chúa anh em ơi. Thế là bọn nó ép mình suýt nữa là toang. Đáng sợ ghê luôn ấy. Đấy, chém, dọn lính trước đi anh em. Còn đồng đội cứ kệ đồng đội chơi. Ưu tiên vẫn là phải dọn lính trước, tránh tình trạng là lỡ ngớ bọn nó ép thêm lần nữa thì chết dở. Ây, úi dồi ôi, hay nhá. Được. Cái pha này là bọn tôi vẫn thủ được các bạn ạ. Mặc dù là đồng đội thích đánh nhau nhiều lắm, chỉ thích oanh nhau thôi, chứ có đòi đứng lại đánh đâu, có chịu đẩy lính đâu. Cứ thấy ra đánh là đánh thôi đúng không ạ? Kiểu là Zolo đấy. Đó là bản sắc đấu đánh mà anh em. Đánh thì đánh đúng không? Thôi. Cuối mùa mà, ai chả nhiều sao rồi đúng không? Cứ đủ sao đi xét là ngon. Ad ơi, em thích đánh trợ thủ mà đi đánh đồng đội nó dở quá không gánh được. Có con trợ thủ nào tí đam cái này không ạ? Nhiều bạn ơi, nhiều lắm. Đó có thể là bọn Ibanez, đó có thể là bọn Malok, và có thể là rất là nhiều vị tướng khác. Ví dụ như là Enzo tùy đối đồ, hoặc là Ken đúng không ạ? Ken dạo này thì hơi đuổi một tí đúng không ạ? Gặp con điêu thuyền nó sử dụng chiêu 1 thì dễ lộ tầm nhìn nè. Gặp Phoenix thì khó chơi nè đúng không ạ? Rồi là một số ông còn cầm ngay con mắc giá đầu Ken thì khó chơi quá đúng không? Kiểu vậy đó. Nói chung là riêng con Ken nha, mà gặp Enzo đấy ạ, nó xích trò thì đúng là khắc luôn ấy. Đừng đùa anh em ạ. Ôi, anh em thấy cái pha vừa rồi hoành tráng không? Được không? Nhưng mà tôi phải đổi đồ ngay. Tôi sợ cái thằng Aoi nó ép mà cái pha cuối này. Nhưng mà không hiểu sao anh Aoi lại cũng sợ tôi anh em ạ. Anh ấy cũng sợ tôi đúng không ạ? Thành ra là anh ấy cũng về luôn. Thế là an toàn đúng không? Bắt tay nhau mà chơi thôi. Nói chung ấy, anh em nào mà tay chậm đúng không ạ, thì cứ soạn đồ trước đi. Để khi nào mình mua bán đấy ạ, cho tiện. Nhiều tiền để làm gì đâu đúng không? Đó, mua bán lại nè, sử dụng cái đôi giày này cho ăn chắc. Bây giờ gặp Alice, rồi gặp Theo Nát chiêu cuối, rồi là Bison, rồi nói chung là bọn nó con nào cũng không chế đúng không ạ? Sơ sẩy một tí là bay màu luôn. Chơi con Mura bây giờ nha, rất là sợ cái khoản đó chính là chém chiêu cuối, sau đó bị giữ lại. Sợ cực kỳ luôn ấy. Trước đây thì còn bớt đúng không? Bây giờ thì cũng căng thẳng đấy. Đây, cứ soạn đồ trước đi. Đó. Anh em cứ soạn chưa tôi. Tiếc gì một tí thời gian trong thời gian chờ đúng không? Có để làm gì đâu. Chẳng qua là nhiều anh em cứ lười, cứ đánh kiểu là đến lúc cần bán đồ đấy mới hoảng hốt, rồi là bị kiểu cuống kiểu vậy. Đương nhiên ông nào không còn soạn trước để mà mua bán được đấy ạ, thì cũng không còn soạn cũng được. Nhưng mà TNG nghĩ rằng kể cả các tuyển thủ đấy ạ, họ có nhanh tay đến mức độ nào thì họ cũng soạn thôi. Đấy là tính năng của game mà anh em, không tận dụng tội gì đúng không? Tự dưng lại làm khó cho game. À tôi biết, một số ông thì sử dụng cái kiểu là phím Marco đúng không? Sau đây cài Marco để mà bấm một cái là mua bán đồ luôn ấy. Tôi thừa biết mà, nhiều ông còn đăng lên nhóm của tôi để mà khoe cơ, nhưng mà tôi không duyệt đâu. Bởi vì thực sự đấy là một cái cách sử dụng cái thiết bị ngoài TNG không thích cho lắm. Bởi vì game là đánh tay là sướng nhất các bạn nhỉ. TNG vẫn ưu tiên cái khoản đó chẳng đánh tay hơn. Bởi vì nếu anh em kiểu là bị phụ thuộc cái phím Marco quá đấy ạ, sau này anh em sẽ ảnh hưởng rất là nhiều về vấn đề kỹ năng. Đó là sự thật. Hóa cáo à. Thề luôn, xem cái pha chém Lily này tôi lại nhớ cái pha hôm qua biết dịt chém cái con Lily của iPod Pro. Trời ơi, yêu hết, lao lên là chém cho một phát bổ đôi đúng hai chém. Nắc rốt đúng chém hai chém là Lidiana lên bảng luôn anh em ạ. Dùng cái pha này anh em, dùng cái pha này là thầy hoàng TD đúng không? Lên hút hết kỹ năng sau đây là đồng đội endgame. Kiểu đấy. Nó giống anh em nhở. Rồi, endgame thôi. Các bạn đừng quên đặt câu hỏi QA dưới video để giao lưu với TNG ở video lần sau các bạn nhá.